Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc máy tính bảng khá được ưa chuộng hiện nay và giá cả rất là rẻ. Đó là chiếc Xiaomi Mi Pad 5. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách active nó vào màn hình chính khi các bạn mở hộp ra nó như thế nào và mở hộp ra xem bên trong chiếc Xiaomi Mi Pad 5 này có những gì và những thay đổi ra sao nhé. Thì đây là một cái máy mà mình đã sử dụng rồi và hôm nay mình sẽ thực hiện cách review nhanh thôi và hướng dẫn các bạn cách active vào màn hình chính. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái bản sách tay và nó sẽ có ngôn ngữ tiếng Trung bên ngoài như thế này. Nếu mà là bản quốc tế thì nó sẽ có ngôn ngữ tiếng Việt ở đây nữa hoặc là tiếng Anh. Đấy, ở đây thì nó chỉ có tiếng Trung thôi. Cái logo chữ hình chính chữ Trung Quốc như thế này, nó là cái biểu hiện cho cái việc phiên bản đây là phiên bản sách tay. Đó. Và có một điểm nhấn nữa mà Xiaomi đã tích hợp sẵn và làm sẵn trên vỏ hộp luôn, đó là gì? Đó là cái tính năng đây, Dolby Vision, nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ có bốn loa, đó, âm thanh vòm tạo cho âm thanh như kiểu phòng rạp chiếu phim. Đó, rồi. Đóng gói rất là đơn giản thôi, do cái phiên bản này thì nó đã bỏ cái cục sạc rồi, cho nên nó sẽ không có cái cục sạc, nên nó vỏ hộp rất là mỏng, không có dày dặn nữa, rất là mỏng. Đấy, nó sẽ không có cục sạc, không có dây sạc. Đó. Rồi, phiên bản trên tay mình đây là phiên bản 6GB và 6GB RAM và 128GB bộ nhớ xong. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp ra nhé, xem nó như thế nào. Rất đơn giản thôi. Mở hộp ra chỉ có duy nhất một cái máy. Đấy. Thì các bạn nhớ cầm vào cái phần này nâng lên rất dễ nhá. Nhưng mà không biết thì các bạn đổ ra rất là dễ rơi. Đó. Bên trong không có gì ngoài một cái hướng dẫn sử dụng như thế này. Đó. Không có gì cả. Không có sạc, không có ốp lưng, không có phụ kiện đi kèm. Đó. Rồi, phiên bản rút gọn tối thiểu. Ok, đây chính là nhân vật chính của chúng ta thì mình sẽ bóc. Đây. Phiên bản trên tay mình là phiên bản màu xanh. Midnight Green. Nó tương tự như cái màu xanh của iPhone 11 Pro Max ấy. Đó. Thì chiếc Xiaomi Mi Pad 3 này nó sẽ có 3 phiên bản màu. Đó là màu đen, màu trắng, ngọc trai và màu xanh này. Đấy. Đây sẽ là 3 phiên bản. Đầu tiên thì nó sẽ thay đổi thiết kế hoàn toàn viền nhôm. Đó. Viền nhôm và vuông. Đấy. Vuông vức như thế này. Rất là mỏng nhá. Rất là mỏng và nhẹ. Có 3 chấu kết nối này. Nút nguồn này. 4 loa này. Đó. 1 mic, 2 mic, 3 mic, 4 mic. 4 mic thu âm chống ồn. Đó, rất là nhiều mic. Rồi, bên dưới này thì sẽ có cách 3 chấu để kết nối với bàn phím dựng lên như vậy. Bên dưới thì sẽ có một cái chân sạc Type-C. Đó, không có dọc cắm tai nghe 3.5. Chỉ có một cái chân sạc Type-C thôi. Trên đỉnh là nút nguồn, không có nút cảm biến vân tay nhá. Chỉ có nút nguồn không thôi, cho nên là sẽ không có cảm biến vân tay mà chỉ sử dụng được cái khuôn mặt 3D mở khóa hoặc là hình vẽ. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có bên trên này là nút tăng giảm âm lượng. Đấy, đây là phiên bản không có SIM, chỉ có một 3 nút nâng nguồn tăng giảm âm lượng hết. Đó. Mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng bằng nhựa như thế này, nhựa nhưng mà được phay rất là đẹp. Theo mình đánh giá thì cầm trực tiếp trên tay rất là đẹp luôn, nhìn nó như kiểu là bằng nhôm nguyên khối nhưng thực ra nó bằng nhựa. Đó. Bên dưới thì là một cái logo Xiaomi như thế này. Theo mình đánh giá đây là một thiết kế rất là đẹp, rất là bóng bẩy, nhẹ nhàng, bắt mắt. Đó. Cụm camera sẽ là một cụm camera kép đối với phiên bản Pro, còn phiên bản thường sẽ chỉ là một camera đơn thôi. Và bên dưới này nó sẽ là một cái trang trí chứ không phải là camera. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái cụm như vậy và bên cạnh nó sẽ là một cái đèn flash trung tính nhé, màu trắng màu vàng. Đó, camera chính thì được thông số là 13 megapixel. Đó, camera selfie ở đây chính giữa này thì có thông số là 8 megapixel. Nói chung camera của Xiaomi thì mình sẽ không đánh giá cao. Đó, và đây mình chỉ đánh giá cao về hiệu năng của con máy này cũng như là về cái màn hình của con máy này thôi. Màn hình thì nó được là màn hình 2K rất là nét. Đấy. Chạy MIUI 13 rồi, mình đã cập nhật lên MIUI 13 rồi và có 120Hz nhá, rất là mượt mà, chuyển động mượt mà. Pin của nó là 8700, pin rất là khỏe, các bạn có thể chơi game hay là sử dụng 2 ngày trời luôn. Đấy. Theo mình đánh giá là mình có thể sử dụng được 2 ngày đối với cái máy này, cả chơi game, cả xem phim, cả nghe nhạc. Đó. Tiếp đến là về con chip thì bản Pro sẽ sử dụng chip 870 Snapdragon, còn bản thường này nó sẽ sử dụng chip 860. Đó. Đối với mình thì hai con chip này cũng tương đối là mạnh rồi nên là cũng không có gì phải lăn tăn nhiều, có thể xử lý được tất cả các tác vụ cũng như là chơi tất cả các loại game. Đó. Ok, để cập nhật vào được bên trong thì chúng ta sẽ bấm nút tiếp theo, chọn ngôn ngữ. Phiên bản nội địa sẽ không có tiếng Việt và chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Đó, chúng ta sẽ ấn Next. Rồi. Chọn mạng Wi-Fi để kích hoạt. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn mạng Wi-Fi. Rồi, Connect để vào. Các bạn có thể bỏ qua nếu mà không có Wi-Fi nhé, để kích hoạt cho nhanh. Bấm vào chữ Skip này. Đấy. Thế đây mình sẽ kết nối. Rồi. Mình sẽ bỏ qua. Rồi, tiếp đến là đồng ý vào những cái điều khoản. Next, ok. Rồi, tiếp đến là đây, một số những cái thông tin điều khoản thì các bạn sẽ next hết cho mình. Có mở khóa mật khẩu không? Có làm mở khóa không? Thì chúng ta sẽ bỏ qua và
làm một mục sau đấy, MIUI có cần không đấy, cũng bỏ qua luôn. Thao tác Word nha, nó sẽ hướng dẫn các bạn thao tác Word kiểu scroll này đấy, thao tác Word như thế nào, bấm Next đấy. Đây là thao tác mở đa nhiệm, Word từ bên dưới lên và giữ, rồi Next, quay trở lại, Word từ phải sang trái sang, nó sẽ quay trở lại với Go Back. Rồi tiếp đó, một số những cái thông tin như định vị rồi một số những cái cá nhân nữa các bạn bật hết lên, ok Next, và sau đó là thành công thì các bạn có thể vào được, các bạn vuốt lên đấy. Vuốt lên để vào màn hình chính đó. Như vậy thì trên đây mình vừa mở hộp nhanh và điểm nhanh tất cả những cái thông số thông tin của chiếc MiPad 5 bản nội địa này, và cả các bước các bạn có thể kích hoạt được vào màn hình chính rất là dễ, rất là đơn giản thôi, không gì khó cả, các bạn cứ làm theo trực tiếp những cái gì mà trên màn hình thể hiện đấy là được. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình, các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip khác và các mẹo khác sử dụng nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.